Ủa, hôm nay ba kêu con về nhà, có chuyện gì không? Con có ổn không? Ba nhìn kỹ mặt con đi, nguyên một chữ ổn luôn. Không ổn thì quá ổn luôn á. Ly nè, sao ở ngoài đó cơ cực, khó khăn, không nói cho ba biết hả? Con cơ cực khó khăn hồi nào? Con của ba bây giờ là siêu thích luôn. Con đi làm nè, rồi con đi học nè, con là quá sung sướng luôn á. Thôi đi, ba biết hết rồi. Con đừng ở đó mà giấu ba. Ba biết chuyện gì mà ba biết hết? Ba đã nói nhiều lần rồi, nhiệm vụ của con trước mắt á là học hành cho tốt. Con chỉ cần học tập những kỹ năng mà nhà trường cung cấp cho con đó. Khi nào đủ thì con đi ra ngoài xã hội. Ba nói rồi, dẹp ngay cái chuyện đó đi, con về nhà ở với ba. Ba, nhưng mà con chỉ đang ra ngoài xã hội để tìm kiếm đam mê của mình thôi mà. Con người mà không có đam mê thì gọi gì là con người nữa. Ba đã từng nghe câu theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn chưa? Có nhiều cách để theo đuổi đam mê lắm, nhưng mà nhiệm vụ của con trước mắt á là học hành cho tốt. Ây da, mỏi quá. Ây da. Gì vậy? Ây da. Trời, ai mà đẹp trai quá vậy ta? Wow, ai mà mặc đồ đầu bếp? Wow, đẹp trai nhất thế giới luôn rồi. Hèn chi ba nấu ăn mà ngon số 1 luôn. Ai cho con lục đồ của ba hả? Con đâu có lục đồ của ba đâu. Cái này là người ta gọi là vô tình. Con vô tình nhìn thấy tấm hình này thôi. Mà ba, hồi đó ba cũng có đam mê làm đầu bếp mà ba từ bỏ đam mê của mình hả? Làm gì có. Ai nói với con? Thì con đọc trong nhật ký của ba đó. Ba viết hả là hồi đó bằng tuổi con, ba cũng muốn ra ngoài ở tự lập, xong rồi muốn làm đầu bếp nè. Nhưng mà ông bà nội không cho phép ba ra ngoài, rồi cũng không cho ba làm đầu bếp luôn. Muốn ba theo nghiệp đàn tranh đúng không ba? Nè, ai bày cái kiểu mà dám lục nhật ký đọc của ba hả? Có ai bày đâu. Thì con đã nói là vô tình mà. Con thấy tấm hình này, xong con thấy cuốn nhật ký kế bên, rồi con lật lật nhẹ nhẹ mấy trang thôi. Nhưng mà vô tình đọc được cái phần quan trọng, đó là đam mê của ba. Vậy là hồi đó ba từ bỏ đam mê của mình thiệt đó hả? Chuyện đó không quan trọng. Con đừng có nhiều chuyện quá. Quan trọng chứ. Nếu như mà cả đam mê của ba, ba còn không thể theo đuổi được, thì làm sao mà ba ngăn cản con theo đuổi đam mê của con được? Nè, bây giờ con cãi lời ba đúng không? Đâu có đâu. Con chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà con mong muốn ba á, là nếu mà đam mê của con, sở thích của con, ba có thể đừng cấm cản con được không ba? Con hứa với ba á, là con sẽ học hành chăm chỉ, con sẽ không để mình bị thụt lùi đâu nha ba. Ba còn thời gian suy nghĩ hả? Vậy thôi, bây giờ con đi làm nha. Nè, đưa tấm ảnh lại cho ba. Không, con sẽ giữ tấm ảnh này, rồi hả con lồng khung kiến, con che ở nơi đàng hoàng nhất, để con nhắc nhở là hồi đó ba con có đam mê làm đầu bếp. Con đi nha. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.